Như là heo đồng bào, heo tộc. Anh có ké cho con nào hết hả? Rồi. Kìa. Còn tiền ké cho con nào không? Rồi đông người súng nhau là làm tí xíu là có ăn liền. Mẹ. À, thằng anh mày qua lấy. Chốt lại con dây bấm xuống. Nó bỏ vô rồi, tới cố thì sao ấy được. Rồi em điện nó để em kêu nó chạy lên là cái gì nó điện ngay cho nó lên nha. Cái heo tộc là các bạn thấy là cái thịt nó như là cái miếng da rất là dày nhưng mà không có mỡ, ít còn mỡ các bạn. Như cục này là cũng thịt không, mình nấu vừa đủ mình thấp thôi. Rồi thơm quá. Đây là con đường đèo cò chạy các bạn, từ ở Điện Biên mà mình lên Lai Châu. Mình đi qua một cái khúc cua chỗ này thì thấy có một cái bãi trống. Đoàn mình dừng lại để che liều ăn bữa trưa. Đây là người đồng bào nè các bạn. Này không biết cái dân tộc Dao là dân tộc gì đây. Điện Biên Lai Châu. Đó thì đây là cái cung đường đèo cò chạy từ Điện Biên lên Lai Châu các bạn, hướng lên đèo Lai Châu nè, về Lai Châu. Đây là cái điểm dừng chân ăn trưa của mình. Do là mình đậu trên đèo, đỉnh đèo á, nhìn xuống thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà ở đó thì không có, thường thường những cái trên đỉnh đèo nó không có bãi trống các bạn. Ở đây thì có cái bụi tre rất là mát. Rất là mát mẻ luôn các bạn. Cái này nó thẳng rồi á. Cái này nó thẳng rồi á, xíu đi. Đây đây là cái hồ nè. Dưới lốt. Dưới lốt. Dưới lốt cắn các bạn, dưới lốt. Dưới lốt nhau không? Ừ. Anh nha. Sốc chạy xe. Để cho hai bạn bạn luôn.
vô miếng nữa. Chưa xe hành dê chứ. Qua đây luôn. Đi luôn nè. Rồi ơi. 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 Nghe vô xíu đi. Đây là cho nó nằm đây luôn nè. Đó, mình căng cái bạc như vậy mình ngồi ăn mà lỡ có mưa các bạn thì cũng không có sửa. Đây là đeo co chải. Như cái khu này cũng có một cái nhà của người dân ở. Đây ra rừng. Có loại rau này không biết tên, uổng kìa. Ăn cũng giòn giòn, thơm thơm. Để chê kho chào nó. Cái rau này rau rừng nè, không biết cái tên rau gì. Cái này mua ở chợ. Tao ra nhiều quá ăn không hết rồi. Mày đem theo nó cực nữa. Ăn nhiều bữa mà lên tới y tí là không có quán xá gì đâu. Thịt này đem vô quá không? Vô. Rồi nấu ăn nữa đó. Đem vô hết luôn à. Ê, còn cái cục này nữa nè, đem vô quá tí đâu. Bỏ vô đó luôn. Rồi, vô đi. Mình bá theo mình sắt không á. Cái này là cục bá ngon quá. Đây, quá trời luôn các bạn. 8 người mà một chảo thịt với một thao này nữa. Còn em kia đang sắt nữa. Kìa, một cục kìa. Cái này, cái này, cái này nấu hả? Nấu lẩu hả? Cắt để nguyên miếng rồi nướng, nướng xong rồi cắt ra. Em ướp miếng muối ớt vô đây. Mày có chi nướng. Heo tập. Rồi nướng hả? Ướp ướp muối 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 ớt này em. Ờ muối tiêu á, ờ miếng thôi. Để nguyên miếng rồi nướng luôn. Chè ra làm 2 miếng. Để thịt lại, lấy cái khúc trên này nè. Lấy này chia ra làm 2 đi. Để thịt lại. Heo tộc. Heo đồng bào. Đó, ở cắt đó đây. Để vậy em ướp muối tiêu vô cái nướng, ướp muối tiêu. Này ngon nè. Lá còn nè. Đây thì ai ăn nè. Cắt ra người miếng thưởng thức thôi. Còn không thức. Cắt luôn 2 miếng nào luôn đi. Mày đi. Mày bỏ vô cho bà em nó ép muối tiêu đi. Hồi cơm xong bỏ nướng. Ai ăn ai nhịn. Bỏ đi. Trời tỏi. Cái thùng mất đó. Để y vậy luôn. Cho miếng muối tiêu mạnh nữa. Tiêu vô được rồi. Ép muối tiêu nướng. Cho một lần luôn. Còn thịt bò nữa là lấy nó không? Không có gì mà bỏ vô đâu luôn. Thôi, bò thấy nhiều rồi. Nhiều không? Cái gì? Thôi bò hỏi. Ăn không hết rồi. Ăn thiếu chút đi. Đi về dài cả quải là không có hàng quán đâu, là ăn giả ngoại nhiều á. Chủ yếu sao nhiều thôi được không? Tới cả tháng rồi á, phải chắc mua thêm bò và bỏ theo á. Này mới con heo à, với lại mười mấy cái thịt bò. Không hết rồi, chờ trời nấu thôi. Có mấy tô tô nào đựng này hả? Có. Cơm chín rồi. Chín tô đi. Nước chín đâu? Cho miếng nước vô nữa nè, miếng nước nè. Được rồi, thêm nước đi. Phải không? Đổ xuống nha, uống nước.
Giờ là còn hai món xào nữa là đủ món các bạn. Dầu ăn thịt kho đã xong. Rồi có món xào. Nữa. Rồi. Rồi bà cháy đó cho bà xào ở kia nha. Em xào này. Rồi hai món xào luôn. Bà xào không bên. Cầm sốc sốc lên như mấy ông ba tàu á. Sốc sốc. Chạy vừa vậy. Sốc này nè. Hả? Còn bên kia là lo chắc miệng luôn. Là bữa. Cái có người ra ơi đứng ơi sao. Vừa vừa chứ ba. Ừ. Đổ đâu ta ta đổ ra. Đổ ra. Vậy à. Nè cái này bớt cơm được nè. Cái này bớt cơm. Và thịt kho thì ăn với đây là xào các bạn. Cái món xào, bò xào. À. Rồi cậu hơn cả ký. Ra mấy thứ nữa. Cũng xào luôn. Rồi que dưa leo. Ủa anh ba xào cái gì vậy? Không thấy đậu que với leo không không ừ. Gì? Bên đây thì... con mẹ ăn hết mẹ 15 cái bò mình nè bò này tái rồi mình sẽ đưa qua đúng không đúng chính xác còn muốn món đặc biệt nữa là heo tộc nướng đây là heo tộc rồi các bạn heo đồng bào cái miếng sườn này nhìn thấy đã rồi không cái da nó rất là mỏng luôn nè da dày nhưng mà mỡ nó mỏng do tập thái thì có cái cuốn tóc búi tóc trên đầu tóc lên ba tóc như phim coi lên. Trời ơi cầm hai quơ nè tóc như phim coi anh ba chạy cho nó mềm hồi á lên tới cái mái kia nó có xuống đâu tóc đãi như phim vậy ba là đầu bếp cứng luôn á hồi xưa đứng bán hủ tiếu gõ giờ quen rồi làm luôn á bột chiên thì đó hủ tiếu gõ bột chiên là nghề của ổng mà đổ hồi lại lại rồi nước nó đã lên rồi sánh lại rồi nước sò bò nó sánh ra nè trâu trâu hả trâu trâu rồi nó đen đen nó cái nước nó trâu thì nó khác màu rồi xong chưa anh nước tương nước mắm trâu có gì ăn được không anh nước tương nước mắm xong chưa thấy thơm rồi đó theo bản nướng nghe thơm phức luôn nè bạn ươm vừa nấu cơm mà vừa nướng thịt ngon lắm bác các bác ạ à. Ngon lắm các cháu à thổi nổ nghe lớp bóp luôn ha da yeah, nó giòn nó nổ dàn ôm luôn rồi vừa nấu cơm mà vừa nướng thịt tích tắc trong vòng 30 giây cơm giờ chín rồi các bạn đậu xào được đã chín rồi thì chỉ dọn ăn thôi to ơi. Cái nhà đất to giống chừng không á. Ê, hay quá ha. Hay quá bạn ơi. Đây. Nè, bỏ vô luôn. Đây rồi. Bỏ vô nồi này đúng không? Thầy cũng nói với bạn nè. Giữa gừng. Giữa. Đâu rồi lấy chim. Rồi lấy chim, Vô nè. Thì cũng đây cũng giữa gừng già. Thì anh em mình ngừng tay chân cũng làm được mấy món hình soạn dạ cái này nó còn nhiều quá thôi là cơm trưa mình gồm có là bò xào hơi mặn xíu để như là món mặn nha rất quá ngon đậu que xào thịt trâu cà pháo mắm tôm heo gừng kho rồi canh chua canh chua mẻ chứ là thịt trâu ha các bạn ha thì mình có được có bây giờ món thôi thì hành trình anh em mình giữa cái đồng trống như vậy nè anh em sẽ tự chấm
cải, cải chua, nguyễn xào, canh, có món heo cọc nướng nữa. Cái cọc nướng này chưa có lên. Đây là cái điểm thôi chứ muốn nói nha. Em đi chưa? Đúng rồi, anh cậu. Rồi đi đi nha, để ăn chờ đó. Dọn cho em đồ canh nè. Tao ngồi đối diện với ông Út nha. Thì giao thang với là buổi trưa anh em. Bữa này ngon hơn hôm qua. Hả? Bữa này ngon hơn. Bữa nay là hấp dẫn hôm qua. Dùng có heo, nướng có heo, có bò, có dâu. Rồi mời 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 mời. Nãy là coi như mình ghé đây là vừa dựng liều vừa nấu xong bữa cơm là một đấy ngồi đây là phân rồi cứ dập đi tôi tự nhiên đi không một hai ba em ngồi xuống luôn em ngồi xuống một hai ba đâu một hai ba ok rồi, mời các bạn ơi. Là chặt con nó tôi luôn, để tôi có tôi A tôi ăn luôn. Rồi, vô. Rồi, xong. Đúng 1 giờ luôn nè. Đúng tiếng hồ đang rồi. 1 tiếng 15 phút. Từ ngày dựng liều. À. Dựng liều nữa chứ. Mình tính dựng liều là nấu là 1 tiếng nhưng mà dựng liều dựng chạy là chạy ra là 1 tiếng 15 phút. Để đây giữa nào. Cơm ngon lắm. Đó. Cơm nhà ủ chưa? Cơm nhà nấu là ngon. Gót lại. Vậy xin phép gấp miếng heo cọc nha. Heo cọc đi. Hôm nay bà xã là biết ủ là hiểu rồi đó. Bữa giờ uống rượu vô hiểu quá. Nãy giờ bà thấy biết bà tiếc. Nè nè ăn miếng sao tọc nướng còn nóng nè cho quá có nguội. Ngồi được không? Uống rượu đây. Mày chấm này được không? Em bới một tô cơm ở đây là ăn mẹ bới nó không người được đi. Lửa này lửa. Cứ để vô cái chỗ này. Rồi sao có tường nhà không? Ở chén này sao có tường qua nè. Cậu thử ăn cục hơn là sao em? Ăn cục không miếng đường. Nó làm nặng. Giờ mà cho vô ăn sao ngon? Được mà. Bảy đến nữa. Lỡ là không ăn. Đó. Còn hò kiểu tương là được. Này hò kiểu lính đó. Hò kiểu lính. Này lỗ cứ bốc lên liền thấy rượu hết. Này hò kiểu lính nè. Cô đội là hò này anh ta. Bỏ đường quá. Anh bác. Cô đội là hò này. Con không cần màu. Ô mà bỏ đường nhiều. Đúng là nhiều mà mảnh trắng mà. Không ơi đúng là màu quá. Tại mình có cái này xanh. Đây là màu quá. Thưa ông bự á, ông bự ổng à. Rồi thử như trước vậy. Chị còn nếu mà ăn nữa thì bỏ đường. Dạ bỏ vô trước. Em chưa lấy thầy chạy hả? Thế anh kia đưa lên mình lấy lại đúng không? Gì đó, em mấy anh đưa lên là mình đụm thôi. Chứ có người được lên hết đi rồi ta lụm vậy. Có ai nói lụm heo lúc heo lụm 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 thử cùng mày nhau ngon bé ít thời để trường ăn nhà không ăn cái gì được nướng ăn ngon hơn chắc là có heo này nướng ngon nướng hay chuẩn rồi nướng đúng rồi trời chị qua cái xéo cái gì giá tay hỏi quyên thấy không ăn cái giá gì giống như cái gì thay hôm môn á ngon hết trơn hôm môn ngon cái giá tay không. Còn mình ăn cày nhiều quá rồi mình ăn con đó rồi con heo để cày không mong. Mong giờ thấy một nhóc lên lên một câu. Mình cơm hết đã chưa không? Hợp tác cơm bò còn gần mỗi lần miếng vậy em. Thì ấy thật hết nha. Cho phụ nữ đi mình hội nhậu. Này ăn đấy rồi. Thôi ăn đấy đi. Thôi hết rồi nè. Ăn đấy thấy lên như vậy. Ai ăn nóng. Thôi bánh nóng. Thôi. Hỏi lên chưa? Hỏi. Thì bạn em bới ăn. Rồi. Bới mới chứ mình mới bới nó nóng rồi. Đi chơi làm ăn cùng rượu ăn. Cái này không có thịt có không có thịt không có thịt bới người một nó còn bắt giờ phục vụ loại mất kêu đi không được bây giờ tôi nhà phục vụ ông đã đi đá mà kêu phục vụ có rồi nha nó đang nói à nên thôi nên sao bạn dùng mình không có chuyện đó đi đó hả hồi trưa em nói thì anh em đủ đi chơi xong bây giờ đi tới khi đi được rồi bắt mình phải chở đi chơi rồi đi đi go không nấu cơm là cái xác
Mình nấu than á, mình phải xoay cái nồi cơm. Bên nào nóng á mình phải xoay đi. Ok. Xong cà phê nha các bác. Đây là YouTube nè. Tôi trong YouTube đây quý. Cái tôi bỏ là bấm giữa nè. Cắm. Còn cái chén không nữa không? Lấy chén không thôi. Để thôi. Đừng nhiều quá các bác. Đứng tính làm sớt ra hai bên nè. Mày có mày không ớt. Mày không ớt. Làm hốt. Bây giờ mua đi qua đó không ớt nữa. Là chắc được luôn. Thôi. Được à. Mày ok đó nha. Chưa chín đâu. Mình chứ từ từ đi nha. Họ không gấp đâu. Buồn kia cũng thằng lè. Đó là cái bệnh ở Lai Châu bữa đi. Nhưng mà mình đói đói vậy mình nấu về mình ăn nó ngon. Không. Cái này là sao? Tới ở Lai Châu nha. Châu ra chở đồ chấn. Đâu. Đi chuyển ngắn à. Chỉ được gọn thôi mà. Nhưng về Sapa là giờ qua Châu mấy? Giờ mấy rồi? Hả? Vào xa về Sapa vào thứ bảy giá bán 4 lượt. Là mình chở tình hả? Vô phiên thì chở tình cho bắt con ăn chơi. Ê, vô coi chừng bắt cóc con này luôn. Thứ bảy à. Thứ bảy nè là chào các bạn. Đây là đèo Cò Chạy. Là từ ở Điện Biên lên Lai Châu. Mình ngừng lại cái view này các bạn. Rồi dùng cái bữa trưa cắm trại dùng cái bữa trưa. Thì bây giờ tiệc cũng xong rồi. Cơm nước cũng đã xong rồi các bạn. Thì chuẩn bị tiếp tục lên đường đi hành trình xuyên Việt của mình đi lên Lai Châu. Sau đó sẽ đi lên Lào Cai đi tí để săn cái mùa vàng năm 2020 này nha các bạn. Đây là gom gác nha các bạn. Đây, giờ bịch gác lên coi. Trời ơi, mình là chua bơ là ngủ mình ra ngoài xong ăn xong rồi là phải dọn dẹp nè các bạn thấy không? Giữ môi trường cho nó. Tức là quay từ cảnh dọn nấu ăn rồi tới ăn rồi tới rửa chén rồi tới dọn rác các bạn. Bảo vệ môi trường. Chung tay vì cộng đồng. Đây, nhớ chơi đó giữ lại gìn quốc lục. Để các bạn nói là đi tới đâu là xả rác tới đó là không phải đâu. Nhóm của chúng tôi là rất là có ý thức về môi trường. Trong rồi ai là dẹp bàn ghế thì dẹp, ai thì rửa chén thì rửa, ai dẹp rác thì dẹp. Nó có từ khâu hết các bạn. Đó đây là anh em đang rửa chén, rửa son nồi. Còn đây là anh này là dọn rác các bạn. Có rửa gì không? Đem nó rửa luôn lần nữa nè. Đó. Rác đến là dọn sạch sẽ nha. À, kiếm chỗ nào ấy mình để hoặc là tại vì mưa quá không có đốt được các bạn. Tìm vô cái bịch ni lông hết. Mình để có nơi có chỗ thì người ta cũng xử lý dễ. Ghế đồ là sẽ đưa lên xe. Trời giờ đất mưa các bạn. Có hai ông không ăn cơm là ông Lì với ông Ghi giảm cân. Giờ rửa nồi luôn hả? Cho cơm vô bịch. Giờ ăn xong rồi xuống suối rửa đồ các bạn. Rửa chén thao rồi.
đang quay phim nha tạm tổng. Đi ăn xong rồi xuống suối nè, rửa chén rửa bát nè các bạn, rửa nồi niêu rồi đó. Thì chén bát là mình sử dụng cái chén mũ ăn bỏ các bạn, nhưng mà có số là nồi niêu nấu nướng thì cũng phải rửa. Chén bát thì dùng chén mũ được. Thì nhiều khi là
Đây phải anh chống nước mà. Đây anh ba rửa chén này các bạn ơi. Cầm mạnh tay không cậu? Cái đồ rá này bỏ ra đi dần nên chặt thịt đi. Mày chặt thịt heo hồi nó hiện lên là đá chặt thịt.